Xin chào tất cả các anh chị người Việt Nam khắp mọi nơi trên toàn thế giới và Canada và Mỹ. Hôm nay chúng ta đang tham quan một cái vườn trái cây ở dưới Miami, Florida. Đây là một trong những cái vườn của cái người Thái Lan. Nhưng mà cái vườn nhãn thì rất là sum suê và cây trái nhãn ở đây nó có rất là nhiều loại nhãn nhưng mà chị. Nhưng mà đây là một cái nhãn mà tên là Khô Hala là. Lý do mà tên cái nhãn Khô Hala là cho cái năng suất rất là cao và có vỏ mỏng, nhiều cơm, hạt tiêu ở thị trường Bắc Mỹ rất là yêu thích. Khởi đầu tư từ một ông Bill người Mỹ có một nông trại ở là Homestead, Florida, rất là yêu thích cây nhiệt đới. Trong một lần du lịch đến Singapore, Đông Nam Á để tìm kiếm loại cây mới lạ này, ông không thấy gì. Trên đường về khi dừng chân ở Honolulu, Hawaii, ông thấy giống nhãn tên là Khô Hala đem về trồng. Võ Mão cũng là một trong người biết trồng cái giống này đầu tiên ở Miami và nhân rộng cho các nhà vườn. Nhãn hương còn có tên là Duamo River là một giống nhãn do người Thái cho trái lớn hơn, vỏ dày. Khi đưa vào miệng cắn, trái nhãn bể ra tươm, mật ngọt liệm mà anh chị. Tuổi mùa hương làm cho ta muốn ăn thêm nữa, đến khi con mắt đến nóng luôn, chúng ta không có chịu nổi. Và đây là một cái loại nhãn mà anh chị biết rồi. Ở đây á, thì nhãn nó rất là nhiều. Mà cái dùng thất nhiệt đới này á, thì khi mà chúng ta đến, chúng ta ăn nó như vậy đó anh chị. Thì thường thường cái nhãn thì ở Việt Nam mình đó, thì cây nó cao. Mình phải lấy bọc lại thôi để chim nó ăn. Còn đối với Miami, Florida mình nó nhiều. Mình không cần phải là lấy những cái bịch ni lông để mình bịch lại. Đặc biệt là nhãn ở đây đó anh chị. Cái cơm của nó dày lắm. Nó dày mà nó mịn mà khi mà anh chị nó cái hột nó giống như hột nhạt tiêu á, khi mình bẻ ra mình ăn á, thì cái cơm của trái nhãn này nó rất là dày đó, cái cơm nó rất là dày. Và khi chúng ta mà lột trái nhãn ra, chúng ta nhìn á, cái cơm đó anh chị thấy không, cái cơm đó rất là dày. Và cái nhãn này thì gọi là nhãn hạt tiêu đó, mà khi mà anh chị biết rồi, nhãn hạt tiêu có nghĩa là cái cơm của trái nhãn nó dày mà nó đặc biệt là nó thơm lắm anh chị. Mà khi mà chúng ta cắn vào miệng á, thì nó có cái mùi rất là ngọt liệm đó, khi mà cắn vô nó rất là ngọt. Và khi mà họ ngọt như vậy, cái hạt của nó nhỏ, mình dễ mình ăn xong rồi mình có thể mình bỏ cái hạt nó dễ dàng. Và đây là khi mà tham quan như vậy, chúng ta đi sâu xuống phía sau nữa thì cái vườn nhãn này nó rất 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 là nhiều. Mà đặc biệt là cái nhãn này chúng ta không cần phải là dối tay để hái, thì chúng ta chỉ cần bẻ miệng ra là chúng ta chỉ cắn cái thôi là tự nhiên có nhãn mà ăn, không cần phải lấy tay hái đâu chị. Chứng tỏ là chúng ta biết là cái vườn nhãn này nó nhiều nó như vậy á, chúng ta cần không cần phải là bẻ, chứ nó chỉ cần mở miệng ra khum xuống cái chúng ta cắn là nó ăn. Mà đặc biệt là nó ngọt mà nó ngon lắm anh chị ơi. Nếu mà quý vị mà tới mà cái mùa nhãn rồi á, quý vị nên á, mặc dù là kỳ biết là ở trên miền Bắc á, thời tiết nó lạnh, khi mà mùa đi mùa đông á, thì ở dưới đây nó rất là ấm áp và nó có một cái khí hậu nó ấm áp giống như bên Việt Nam mình, nhưng mà nó có cái thời tiết là nó hơi humid tí xíu thôi, hơi đổ mồ hôi. Nhưng mà khi chúng ta đi như vậy thì ví dụ như anh chị ở miền Bắc rồi, anh chị đi vacation về, chúng ta đi tàu cruise Caribbean hoặc là đi tàu về, thì nên ghé đây chừng 1-2 tiếng đồng hồ, mình dừng chân ở đây để mình đi tham quan vườn nhãn của người Việt Nam mình, để mình biết là ở đây có nhiều trái cây. Mình có mít cũng có, nhãn cũng có, thanh long cũng có, sao bô chê cũng có, mãng cầu cũng có, ổi cũng có, cóc cũng có, chôm chôm cũng có, cái gì cũng có anh chị. Nó giống như bên Việt Nam vậy đó. Mà anh chị thấy khi mà cái nhãn này nó sum xê không, anh chị thấy không, những cái trái của nó, trái nó quằn luôn. Mà đặc biệt ở dưới đây là không có những con chim hay là không có con sóc nha anh chị, đặc biệt là nó đều là organic đó đó. Mà những cái đồ gì mà organic nó mà không có xịt thuốc á, là anh chị ăn là nó good rồi. Bởi vì mình thích ở Mỹ là ở gì, là những cái trái cây này nó đều là natural, nó đều là organic, nó đều là thiên nhiên hết. Mà khi mình bẻ ra như vậy á, rồi anh chị biết không, cái da của trái nhãn mình á nó mỏng nè, và cái cơm của nó dày, mà đặc biệt là cái hạt của nó nhỏ nữa anh chị. Nên nó khi mà anh chị biết rồi, đây là một cái cơ hội cho những người Việt Nam mình. Nếu mà có dịp mà đi xuống với Miami, Florida mình á, thì nên ghé một cái vườn trái cây để chúng ta biết là người Việt Nam mình ở đâu cũng có trồng cây trái đó.
chỗ nào mà có đất mà khí hậu gọi là ấm áp mà ôn hòa thì nên trồng. Nếu mà quý vị sau này mà muốn mà có đầu tư mà đất đai á, về dưới đây á, thì đất ở đây nó cũng rất là rẻ và chúng ta có thể là mua mà để dành đó. Dù như anh chị ở bên xứ lạnh ở trên miền Bắc thì giờ có tiền quá, giờ đầu tư gửi tiền nhà băng thì giờ mình mua miếng đất mình trồng mấy cái cây nhãn này để mình nhờ người ta mướn, người ta giữ vườn hoặc là cho những người mễ ở đây người ta giữ, người ta chăm sóc cho mình. Rồi tới mùa mà lạnh tiết quá thì mình cứ về đây mình thư giãn, mình có thể là mình xuống đây mình ăn trái cây, mình qua biển mình tắm, đúng không? Rồi mình đi ra ngoài mình có cái tàu đó, mình đi ra ngoài mình câu những con cá mình về mình nướng ở ngoài tàu mình ăn, rồi mình về nhà đó mình có trái cây mình ăn. Đây là một cái nơi mà nếu mà anh chị em nào mà thích mà khí hậu ấm áp mà có trái cây ở nhà mình trồng, trồng được trái gì mình trồng cũng được hết trơn, giống như trang như bên Việt Nam. Nếu mà mình không thích đi Việt Nam thì mình có thể là mình thử một cái chuyến đi du lịch ở dưới Miami, Florida, thì nó cũng có biển, nó cũng có trái cây, và chúng ta đi có thể là đi xuống Key West, chúng ta du lịch vòng 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 ở dưới Miami, Key West. Và đây là một cái nơi mà rất là good cho tất cả những anh chị em người Việt Nam của chúng ta. Đó là một cái mà mình thích, là mình cũng đi rất là nhiều cái bang ở trên toàn thế giới rồi, và kể cả nước Mỹ nữa. Thì mình thấy một điều là đặc biệt ở dưới đây là có trái khế nha chị, cái khế này nó lớn lắm. Nếu chúng ta bắt đầu đi ra thẳng ra phía sau nè, mà đặc biệt các thường thường ở Việt Nam mình hay nó gọi là khế chua, nhưng mà đặc biệt cái khế dưới này nó không biết là cái giống này là từ Thái Lan hay là ở bên đảo Hawaii lấy về đó. Đặc biệt cái khế này nó bự, nhưng mà khi anh chị mà cắt ra đó, chấm với cái muối á, thường khế là người ta nói là khế chua, nhưng mà đặc biệt là trái khế này nó ngọt lắm anh chị, nó ngọt ơi, nó không phải là nó ngọt đường nhưng mà nó ngọt và nó không có chua anh chị. Cắt ra, lấy con dao cắt ra rồi đâm chén ớt đỏ, rồi xong rồi chúng ta cắt ra chúng ta chấm vô cái mớt á, trời nó ăn mà nó vừa ngọt mà nó vừa mặn mặn của cái hương vị của trái ớt mình mà nó cay cay anh chị, đã lắm anh chị ơi. Nên chúng ta mà nếu có dịp đi một lần á thì nên về đây để ăn trái khế tươi luôn nha anh chị, khế tươi luôn ngon lắm anh chị.